đi vào cái coi. Lấy bạn, lấy à, lấy à. Lấy, trời ơi. Lấm nữa, lấm nữa. Lấm. Bỏ lưỡi bạn rồi. Trời ơi, gì đây. Ôi, lấm em đi bơi. Chào các bạn đã đến với kênh Sang Huỳnh Vlog mình nha. Bữa nay mình đi câu ở gần nhà các bạn ơi. Khu vực bữa nay mình câu hôm nay là Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An nha các bạn. Nói gần chứ từ cái địa điểm câu đến nhà mình cũng gần ấy, 20 cây số nha các bạn. Đây, cái địa hình hôm nay mình câu đây nha các bạn. Vẫn là cái con kênh Lục Bình luôn nha. Mình thấy địa hình này là cũng lý tưởng lắm các bạn ơi. Mình không biết câu kéo sao đây. Trong trời nước đang lớn, cá ăn mạnh, để mình quay clip gửi đến các bạn xem vui nha. Có tín hiệu các bạn ơi, lũng phao luôn. Còn các bạn ơi, còn lấy bạn ơi, lấy các bạn ơi, trời quá đã các bạn ơi, sướng các bạn ơi, để em đưa vô gỡ không coi, một nút luôn các bạn ơi, sướng quá phê vậy các bạn ơi. Làm mệt cỡ nào cứ thả mồi xuống mà nghe nó đi phao là phẻ lại liền các bạn ơi. Ăn rồi các bạn ơi. Lại. Trời ơi. Phơi. Ngon. Rồi để em đưa vô mình gửi con dính có miếng này các bạn ơi. Có tín hiệu các bạn ơi, đi vào coi, lúc luôn nhát dữ người ta. Lấy các bạn ơi, lấy rồi các bạn ơi. Ôi, cái trâu bự các bạn ơi, cái trâu bự các bạn ơi. Ôi, lụm các bạn ơi, mập nút dạy bóng vợ nè các bạn. Ôi quá sướng à. Rồi ăn liền luôn các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Lấy. Bỏ xuống là lụm liền luôn các bạn ơi. Để em đưa vô gỡ luôn. Được à. Ta móc lỏng lớn quá. Có tín hiệu liền các bạn ơi.
lấm bự rồi các bạn ơi. Trời ơi, gì đây? Trời ơi, lấm đem lên bờ liền các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, dướng. Trời ơi. Rung mời các bạn ơi. Sướng rồi. Quá đã. Lấm ơi. À, búng giận luôn. Có tín hiệu phao các bạn ơi. Đúng luôn coi. Đi phao cái coi. Lấy các bạn ơi, lấy. Trời ơi. Lấm nữa. Trời ơi, quá đã các bạn ơi. Trời ơi. Lấm cái rô mời luôn các bạn ơi. Quá đẹp nha các bạn. Cá mập nha. Nè, cái giải bún vợn luôn. Sướng rồi các bạn ơi. Đi luôn rồi. Lấy các bạn ơi. Ui ôi. Lụm các bạn ơi. Lụm. Rồi cá giàn khè luôn các bạn ơi. Rồi đến gỡ luôn. Hugo các bạn ơi. Tê. Có tín hiệu các bạn ơi. Đã đá vào kim rê lên kỳ vậy ta. Ăn rồi các bạn ơi. Lấy rồi các bạn ơi. Ui, rô các bạn ơi. Phơi các bạn ơi. Quá đã. Quá tê các bạn ơi. Để mình đưa vô mình gỡ qua. Sướng á. Mình thấy có tín hiệu nó đá phao rồi các bạn ơi. Lúc luôn rồi. Lấy nè các bạn ơi, lấy. Ôi. Có liền nha các bạn. Rồi. Có phơi các bạn ơi. Tôi tín hiệu các bạn ơi. Lấy các bạn, lấy. Ôi ơi. Lấy liền các bạn ơi. Đưa vô mình gỡ luôn à. Có tín hiệu phao nữa các bạn ơi. Trời ơi. Ăn bạn ơi. Trời ơi. Có tín hiệu bạn ơi. Đá phao nhẹ quá các bạn ơi. Đi cái coi. Đi dịch cái coi. Lấy các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Trời ơi, xảy luôn.
Trời ơi. Có tín hiệu các bạn rồi. Đây cửa phao nhẹ quá các bạn ơi. Ăn kiểu nhét. Có tín hiệu bạn ơi. Ừ. Chưa. Mình cũng đã về đến nhà rồi nha các bạn. Đây. Thành quả hôm nay đây nha các bạn. Cũng không có được nhiều nha. Được cái cá rô bự không mà các bạn ơi. Bản bản thôi. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu các bạn xem thấy hay và vui thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình nha. Cáo nút rồi các bạn ơi.